tin đồn Tyson Fury độn găng. Trước những tin đồn về việc Tyson Fury gian lận găng khi thi đấu, vị bác sĩ võ đài gạo cội Jacob Stake-Duren đã lên tiếng phủ nhận các tin đồn về tay đấm người Anh. Bác sĩ võ đài nổi tiếng Jacob Stake-Duren, cutman của Tyson Fury, đã lên tiếng phủ nhận các tin đồn liên quan đến việc Tyson Fury gian lận độn găng trong trận tái đấu với Wilder hồi đầu năm nay. Tại trận tái đấu, những tưởng Wilder và Fury sẽ tiếp tục cống hiến một trận thư hùng đẹp mắt cho khán giả, thì bất ngờ trận đấu trở nên lệch cán bởi Fury càng xuất sắc bao nhiêu thì Wilder càng nhạt nhòa bấy nhiêu. Chính điều này đã khiến cho người hâm mộ trong thời gian gần đây bỗng nổi hứng nghiên cứu và đưa ra giả thiết rằng Fury độn găng hoặc cắt bớt lớp đệm. Ông Jacob Stake-Duren đã giải thích rằng tại Las Vegas, các nhân viên kiểm tra giám sát đều rất nghiêm khắc và kỹ lưỡng trong mọi khâu kiểm tra, kể cả kiểm tra găng tay. Để tôi nói cho các bạn biết, Ủy ban Thể thao Nevada là một trong những ủy ban tuyệt vời nhất trên thế giới. Họ giữ găng tay cho đến lúc gần đấu, không có một chiếc găng độn nào hoặc cắt bỏ đệm. Tôi đã ở đó chỉ là một lời đồn thôi, Stake-Duren khẳng định. Quên những tin đồn ấy đi, nó không có đâu. Đó là lý do vì sao bạn có những giám sát luôn túc trực để đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng. Chẳng có gì xảy ra cả, nó chỉ tốt cho những người tán sóc. Rồi mọi thứ sẽ hết thôi, nó còn chẳng phải là sự thật, chẳng có một chút gì giống với sự thật. Có lẽ đó là một cú đấm nặng ký khiến cho chiếc găng bị buộc lỏng của Fury bị móp một chút, và đấy là tôi nói đùa đấy. Cậu ấy, Fury, không phải dạng người như thế. Tôi đã từng làm việc với Emmanuel Stewart trong 12 năm, với Vladimir Klitschko, Sergey Hill cũng đi cùng một cái form ấy, Andy Lee cũng theo cái form ấy. Họ là những người tuyệt vời, tốt tính, những người chuyên nghiệp và họ không làm điều đó. Họ không cần phải làm thế. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Tyson Fury đấu đen thay Wilder, vua WBC thất vọng trước sức mạnh của bom đồng Wilder. Tyson Fury nói rằng anh đã cảm thấy thất vọng bởi màn trình diễn của đen thay Wilder trong trận tái đấu hồi tháng 2. Vua giang hồ đánh bại Wilder ở hiệp đấu thứ 7 tại MGM Grand Las Vegas để giành đai vô địch hạng nặng WBC. Khi được hỏi về cuộc chiến này, Fury chia sẻ trên TalkSport: "Thành thật mà nói, tôi khá thất vọng về thử thách mà Wilder mang lại. Bởi tôi đã tập luyện cho thử thách 12 hiệp với bất kỳ tốc độ nào và đặt mình vào địa ngục. Tôi đã chuẩn bị cho trận đấu với võ sĩ tốt nhất hành tinh và hung ác nhất trái đất. Nhưng tôi khá thất vọng vì đó không phải là thử thách mà tôi mong đợi." Wilder mặc bộ trang phục nặng 40 pound, khoảng 18,6 kg, tiến vào võ đài sau cuộc chiến. Võ sĩ người Mỹ lấy đó làm cớ để bào chữa cho thất bại của mình. Fury nói thêm: "Mặc dù đó là một chiến thắng tuyệt vời cho bản thân tôi, nhưng dường như Wilder có thể không phải là chính mình. Có thể tất cả những lời bào chữa mà anh ấy đưa ra, một vài trong số đó là sự thật. Có lẽ chân anh ấy bị đau do trang phục. Có thể anh ấy bị cúm, gãy tay, xương ở lưng hay bất cứ điều gì. Tôi không chắc lắm, nhưng đó không phải là trận chiến với Wilder mà tôi từng chuẩn bị. Đó không phải là con quái thú mà tôi tự đặt mình trong suốt những giờ tập luyện." Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Tyson Fury không gọi Anthony Joshua là nhà vô địch. Anthony Joshua không xứng đáng là nhà vô địch hạng nặng thế giới theo nhận định của Tyson Fury vì đối thủ đồng hương đang giữ những chiếc đai của mình. Anthony Joshua hiện là chủ nhân của các danh hiệu WBA Super, IBF, WBO và IBO khi anh giành lại chúng từ tay Andy Ruiz vào tháng 12 sau trận thua sốc tay đấm Mexico 6 tháng trước đó. Nhà vô địch người Anh sẽ đấu với Kubat Pulev vào tháng 7 tại sân vận động Tottenham Hotspur. Nhưng người hâm mộ muốn nhiều hơn thế, họ mong chờ Joshua thượng đài với Fury, người nắm giữ đai vô địch WBC, giải thưởng The Ring và là nhà vô địch chính thống sau khi đánh bại Deontay Wilder. Fury đã có thách thức riêng của mình trước khi muốn so tài cùng Joshua, đó là cuộc đại chiến lần 3 với Wilder diễn ra vào mùa hè năm nay. Frank Warren, người tổ chức khác của Fury, tiết lộ với TalkSport rằng trận đấu đã được lên lịch vào tháng 6 hoặc tháng 7 tại nước Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh rằng Fury sẽ chạm trán với Joshua vào cuối năm nay. Người chiến thắng trận đấu siêu cấp này sẽ thống nhất các danh hiệu lớn của thế giới.
Dù Fury cho rằng bản thân anh đã nắm giữ điều đó. Tôi đã là nhà vô địch tuyệt đối của thế giới sau khi đánh bại Klitschko, thế nên những gì tôi quan tâm là Joshua chỉ kế thừa mọi thứ của tôi. Tôi chưa bao giờ đánh mất những danh hiệu đó. Tôi chỉ bỏ chống chúng vì sức khỏe và vấn đề tinh thần. Đó là những chiếc đai của tôi. Làm sao anh tự cho mình là nhà vô địch khi anh chưa đánh bại nhà vô địch? Fury trả lời phỏng vấn trên ITV trong chương trình sáng nay. Đã có những lời đồn rằng Wilder đưa ra lời đề nghị tiền bạc để rút lui trong trận đấu thứ 3 của họ. Và Fury có thể đối đầu với Joshua trong trận chiến được tất cả chờ đợi. Tuy nhiên Warren phủ nhận điều này. Không có chuyện đó, anh ta chỉ kích hoạt điều khoản vào thứ 7, nên không có cuộc thương lượng nào cả. Tình huống là Joshua sẽ đấu với Pulev và Fury cũng không ngồi yên, trừ khi có một sự thay đổi đột ngột nào, nghĩa là Joshua cũng từ bỏ trận đấu với Pulev. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Mike Tyson đấu Evander Holyfield, tái xuất võ đài để đòi lại món nợ máu năm xưa. Sau 23 năm kể từ ngày tai phải của Evander Holyfield bị Mike Tyson cắn đứt rời, người hâm mộ quyền Anh đang mong chờ trận tái đấu khi hai huyền thoại đều tuyên bố tái xuất võ đài. Cố huyền thoại Brendan Inder từng nói, quyền Anh là môn thể thao mà người ta có thể làm hại tính mạng của một ai đó. Trong buổi tối 28 tháng 6 năm 1997, khán giả quyền Anh từng sợ hãi khi chứng kiến máu chảy từ tai phải của Holyfield. Chẳng có án mạng nào xảy ra, nhưng cái nhìn xấu về môn quyền Anh xuất hiện từ màn cầu sực lịch sử. Sau 23 năm, Tyson và Holyfield đều đã bước qua tuổi 50, nhưng hai huyền thoại một lần nữa khiến thế giới quyền Anh dậy sóng khi tuyên bố trở lại. Ngay lập tức người hâm mộ đặt câu hỏi về điều này, liệu Holyfield có quên mối thù năm xưa và sẽ trở lại để trả thù Tyson? Món nợ 23 năm. Tháng 6 năm 1997, Tyson thi đấu với Evander Holyfield tại MGM Grand Garden Arena ở Mỹ, chật kín khán giả. Người hâm mộ chờ đợi cuộc chiến giữa hai con quái vật của làng quyền Anh. Song màn so tài lại diễn ra theo cách không thể ngờ. Ở hiệp thứ 3, Tyson cắn tai Holyfield, khoảnh khắc kinh khủng của làng quyền Anh. Trước đó tay đấm thép bập hàm răng vào đối thủ, nhưng trọng tài không xử thua cho anh, thay vào đó là trừ 2 điểm. Ở lần cắn tai sau đó, Tyson bị xử thua. Biệt danh gã xấu xa nhất hành tinh bắt đầu từ đó, khi tai phải của Holyfield bị cắn. Cái tên Mike Tyson khi ấy đi kèm với hàng loạt những tính từ miệt thị cực kỳ nặng nề, như đê tiện, thấp hèn, thú tính. Sau nhiều vụ kiện, huyền thoại người Mỹ bị xử phạt 10% tổng tài sản, tương đương 3 triệu đô và phải treo găng ít nhất 1 năm vì tội làm xấu mặt bộ môn quyền Anh. Kết thúc trận đấu, Tyson biến thành hình ảnh mà mọi người đều sợ hãi. Họ cho rằng tay đấm thép sợ thua và chơi xấu. Ngược lại, Holyfield được ủng hộ như người vô tội. Dù có đai vô địch WBA cùng số tiền thưởng 35 triệu đô sau 9 phút thi đấu, huyền thoại 57 tuổi vĩnh viễn mất đi một phần cơ thể. Tay đấm thép và Holyfield từng có hai lần thượng đài với nhau và chiến thắng đều nghiêng về cựu võ sĩ 57 tuổi. Dù luôn là người giành thắng lợi, Holyfield vẫn không đánh bại được tính ngang tàn của Tyson. Cả hai đều có tên trong ngôi đền. Sau vụ cắn tai, Tyson từng tiết lộ lý do ông hành động như thế với Holyfield. Tay đấm thép cho rằng mình bị chơi xấu khi đối thủ dùng tiểu xảo húc vào đầu. Ngay lời xin lỗi Holyfield vài ngày sau đó cũng là sự ép buộc đối với cựu sao 53 tuổi, trở lại để phục thù. 23 năm trước, Tyson và Holyfield đã làm chấn động làng quyền Anh thế giới bằng màn cầu sực lịch sử. Khi bước qua tuổi 50, hai huyền thoại lại khiến người hâm mộ phấn khích vì tuyên bố trở lại. Ngày 25 tháng 4, tay đấm thép tiết lộ kế hoạch tái xuất võ đài trong những trận đấu từ thiện. Sau đó 11 ngày, Holyfield thông báo trên trang cá nhân rằng ông sẽ trở lại thi đấu. Liệu đây có phải là sự trùng hợp đơn thuần? Không phải không có cơ sở khi nói đúng người đúng thời điểm đối với Holyfield. Trận đấu năm 1997 là màn so găng cuối cùng giữa hai huyền thoại người Mỹ. Sau khi giải nghệ, nếu Holyfield muốn thượng đài với Tyson một cách hợp lý, không phải việc dễ dàng. Tại sao Holyfield không tuyên bố trở lại trước đó mà lại đúng thời điểm tay đấm thép lên tiếng? Dù chưa có thỏa thuận nào về trận đấu giữa họ, tuyên bố giữa cựu sao 57 tuổi khiến người hâm mộ ngầm hiểu mục đích trở lại chỉ có một, Tyson, người lấy đi một phần cơ thể của ông. Nếu có ý định phục thù Tyson, Holyfield có thể sử dụng chiêu gậy ông đập lưng ông. Màn cắn tai năm xưa khiến cả thế giới phẫn nộ.
vì lo lắng cho sự suy đồi của quy chuẩn đạo đức trong môn quyền Anh. Nếu điều đó xảy ra một lần nữa, người ta càng tin hơn vào câu nói của huyền thoại Brendan Inler. Mặt khác, nếu không phải là trả thù, Holyfield có thể trở lại để đánh bại Tyson một lần nữa. Trong trận đấu năm xưa, tay đấm thép không bị knock out mà được xử thua bởi trọng tài. Nếu thượng đài một lần nữa, hẳn Holyfield muốn chứng minh ông là người chiến thắng thực sự, chứ không phải được nhường phần thắng vì bị cắn tai. 23 năm trước, Tyson là võ sĩ 30 tuổi ngang tàn và hống hách. Ông từng thừa nhận cắn Holyfield bởi vì cảm thấy bất mãn và không quan tâm đến việc tuân thủ những quy định do hầu tước Queensberry đặt ra. Trong khi đó thì Holyfield cũng là chàng trai hiếu chiến không khác gì một con sư tử. Sau này Tyson không còn là người đàn ông xấu xa nhất hành tinh và Holyfield cũng đủ kinh nghiệm để kiểm soát bản thân. Hai huyền thoại với hai số phận khác nhau, họ tuyên bố trở lại cùng thời điểm. Nếu thượng đài với nhau, dù phục thù hay không, đây cũng là trận đấu mang đầy cảm xúc và giá trị. Nếu Holyfield phục thù, quyền Anh là sân chơi có vay có trả. Nếu họ chiến đấu vì công hiến, quyền Anh vẫn là bệ phóng của những huyền thoại. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Trí Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.